Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy nha. Đây là cái bộ nail Amy đã sơn xong rồi đó các bạn. Cái bước thứ hai các bạn đợi Amy chút. Cái bước thứ hai là Amy sẽ dùng cái bay treo nha. Cái bay để mình sơn treo, Amy sẽ sơn lên cho cô khách này phần nửa cái đây. Phần nửa mỏng thôi nha. Amy sẽ sơn cái bay treo trước. Cái màu treo đã sơn khô rồi nha các bạn. Màu treo màu hồng đã sơn khô xong xuôi hết. Bây giờ em mày bỏ cái bay keo lên nửa ngón này, cái phần dưới của móng ra chứ không để hết móng. Sau đó em mày sẽ bỏ cái loại này lên đây này, cái bo phía đi nè, nó ngay cái nắp camera dùm em mày, để cái cọ em mày chấm lên ha. Nó các bạn thấy em mày đặt lên không? Tại sao em mày bỏ cái bay đằng kia, em mày để lên là cái những cái này nó nằm nó sẽ hít vô luôn, không có nét cộm nét gì hết. Rồi là một ngón ha. Rồi bên đây cũng vậy, Amy muốn bỏ dưới đầu móng rồi nên Amy không có sơn hết cái bay cho nguyên ngón, tại Amy còn giả nữa đó các bạn. Đó, này nó rất là đẹp, mình nhìn xa nó dạ dạ giống như đá vậy đó các bạn. Rồi hai ngón đó mình cứ bỏ sẵn cái bay lên. Rồi bạn, khi mình đặt cái này lên lưu ý mình mát xưa cho nó nằm xuống hết nha, nhưng mà rất dễ các bạn, cái này nó mỏng, cái miếng này nó rất là mỏng, mình để lên cái bay treo này nó hít vô sát hết trơn à. Đó, cái loại này thì nó cũng có lâu rồi các bạn, mấy năm rồi mình xài lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình làm nail thì mình phải nghĩ cái gì mới cho nó hơi lạ ha. Cái loại này nó cũng có rất là nhiều màu. Rồi giờ em mày qua ngón cái các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái có nhiều màu nhưng cái này nó cũng dạ hồng đó các bạn, nó dạ hồng hợp với cái màu sơn nên em mày chọn cái này nha. Các bạn cứ lên Amazon các bạn mua, nó có rất là nhiều màu, nó dạ tím, dạ hồng, dạ xanh rồi mình lựa cái nào nó dạ cho hợp á rồi mình xài. Rồi vậy là xong nha. Các bạn thấy có cái bay là cái những cái này nó nằm sát xuống hết trơn nè, thấy không, mình không cần phải. Rồi giờ mình để lại cái hiệu nó gọi là Bofidi nha các bạn. Các bạn lên search cái hiệu này mua Amazon. Bây giờ em sẽ cho hơi một tí xíu đây, em sẽ vẽ cái bàn tay này cho các bạn coi. Trước khi em cho hơi, em sơ cái bàn tay bên đây các bạn thấy không, nó cái bàn tay bên đây mình đã vẽ xong rồi nè. Nó cái kim tuyến này mình bỏ dưới, em mình vẽ những cái lằn cong này vậy nè các bạn. Rồi bây giờ em mình sẽ sử dụng màu hồng nha, mình vẽ cái line vậy theo kiểu tự do nha các bạn. Rồi bây giờ em mình sử dụng màu hồng nè đây. Rồi giờ mình vẽ nha. Bạn biết những cái like gì mình vẽ rất là dễ. Bây giờ mình bắt tay mình vẽ. Rồi mình sẽ tô hai chỗ này cho bự, em mình vẽ cho bự chỗ nhỏ nha, mình không có vẽ cái like cho nó đều nha. Rồi đó, các bạn thấy em ơi, mình tô cho đậm nhưng mà cái line nó vẫn là cái line mỏng nha. Rồi bây giờ tới đây, ngay mình tô lại cái làn này nha. Đó, mình đi cuốn qua đây vậy, mình đi xuống đây. À giờ mình tô chỗ này cho nó bự một tí xíu. Rồi bây giờ mình vẽ đây nha. Thank you.
rất là đơn giản dễ dẻ luôn. Và bây giờ mình đi trên đây nha. Mình tô lại. Bây giờ mình tô đây nè. Mình muốn cái lằn ở đây cho nó bự hơn tí xíu. Các bạn thấy em mày không có vẽ ở dưới cái đầu móng này nhiều. Em mày muốn cho nó xô cái kim tuyến này của mình ra đó các bạn. Chờ cái kim tuyến ở dưới em mình không có giả phủ nhiều ở kim tuyến quá. Đó, để cho mình thấy kim tuyến nha. Rồi bây giờ mình cho hơ đây một tí xíu nha. Trước sau thì em mình sẽ đi tiếp một cái màu trắng nữa. Rồi bây giờ chờ đợi tay bên đó khô thì bên đây nè các bạn. Em mình đã làm xong hoàn thành hết nè, các bạn thấy con đường trắng nè. Giờ mé bên đây em mình sẽ bỏ nước bấm lên nha. Em mình muốn làm trước một tay cho các bạn coi nè. Nếu mà làm hai tay cũng được nhưng mà nó hơi mất tí thời gian thôi. Các bạn đã biết bước căn bản em mày bỏ gì lên rồi. Để nhằm khi các bạn thấy ở đầu móng nó có kim tuyến đó, các bạn không biết em mày bỏ cái gì nên em mày muốn làm chi tiết cái tay bên kia cho các bạn coi. Còn cái tay bên đây đã hoàn thành xong nè. Mình vẽ bây giờ mình phải đi một màu đậm một màu rợt nha các bạn. Em mày đi cái bay màu hồng rợt. Sau đó em mày đi mấy cái quick line này bằng cái màu hồng đậm với màu trắng nha. Các bạn vẽ một màu cũng được, tại em mình muốn điểm thêm cái màu trắng để cho nó đẹp. Rồi, đó, em mình bỏ nước bóng lên rồi mình đã hoàn thành xong cái bàn tay bên đây nè. Đó, các bạn thấy những cái line này mình vẽ tự do, không có theo một kiểu nào, không cần giống nhau mỗi ngón tay. Rồi, em mình cho hơi bên đây nha. Rồi, bây giờ qua bên đây em mình sẽ hoàn thành cái phần còn lại là cái màu trắng nha các bạn. Các bạn thấy em rất là dễ làm. Những cái mẫu như vậy bây giờ nó rất là thông dụng luôn các bạn. Rồi bây giờ em sẽ đi lằn trắng nè các bạn, màu trắng treo nha. Rồi em sẽ đi màu trắng ở đây. Rồi mình sẽ tô cái trắng chỗ này lại cho nó to to chút. Rồi ở đây cũng vậy, mình sẽ đi cái trắng ở đây. Yeah, give me one minute, I come over, thank you. Can you wait for just 1 minute? Yeah, I come over, soup up water for you. We're busy here, just 1 minute, okay? Okay, nè các bạn thấy giờ mình đi cái lằn trắng đây. I got that the layer đây. Rồi, qua đây cũng vậy. Cái lằn trắng ở đây nha. Rồi, ở đây cũng vậy, trong đây em đi một cái lằn trắng nhỏ nữa. Rồi, ở đây cũng vậy nha. Mình cứ bỏ cái lằn trắng vô theo cái ý của mình thôi. Rồi tao chỗ này nó trọng trọng một tí xíu. Rồi ở đây cũng vậy. Em mày có mấy cô khách hàng đợi em mày đó, cô vô cô này ngâm.
Mình đã đợi em mình tí xíu, em mình chia sẻ cái tay của cô khách này. Rồi các bạn thấy rất là dễ, rồi ở đây cũng vậy. Rồi giờ đây em biến đây nha. Rồi bây giờ mình đã xong cái tay này rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho hơi nữa, mình bỏ nước bóng lại, mình đã hoàn thành xong cái tay của khách này ngày hôm nay nha. Bây giờ mình xin kết thúc cái video này, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em mình thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.